Hai quý tử của Quốc Cơ Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guinness Việt Nam dù chỉ mới 3 tuổi. Hôm nay ngày 8 tháng 8, hai con trai nhà Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam với hạng mục. Cặp anh em nhỏ tuổi nhất đứng thăng bằng trên tay cha 1 phút 12 giây. Như vậy, bé Bắc tên thật là Trang Vĩ Lâm, con trai của nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và MC Hồng Vượng, cùng bé Giang Hùng Tâm là quý tử nhà Quốc Nghiệp và Ngọc Mai đã có kỷ lục đầu tiên khi mới bước sang ngưỡng 3 tuổi. Được biết, hai con nhà Quốc Nghiệp Quốc Cơ đã tập luyện môn giữ thăng bằng trên tay cha cách đây 1 năm. Đến thời điểm hiện tại, các bé đã rất tự tin để biểu diễn trước công chúng. Hiện kỷ lục được bé Mắt và bé Hùng Tâm xác lập là có thể đứng vững trên tay bố đến 1 phút 12 giây. Hai nam diễn viên xiếc cho biết, thời gian đầu tập luyện cho hai con rất là khó khăn, một phần vì hai bé còn quá nhỏ nên khó tập trung, phần khác là do Ngọc Mai và MC Hồng Phượng lo lắng cho sự an toàn của hai con. Thời gian đầu khi chuẩn bị tập cho hai con, Cơ Nghiệp đã phải loại bỏ cảm giác mình là diễn viên chuyên nghiệp vì phải thăng bằng lại trên tay Cơ nhiều lần để hai anh em tìm đến điểm chung cho Bắc và Hùng Tâm.